Xin chào các bạn, sau đây mình xin review về món sản phẩm mới. Cái này hiện tại hôm nay mới có người đặt cho nên là mình có làm clip unbox luôn cho mọi người chưa chơi hoặc là những ai chưa chưa có biết đến cái sản phẩm này ấy, để dễ hình dung hơn. Đó là con Ampoy LXM2, nó là Z-Dot nhé. Hộp hơi xấu tí do người nhà mình để trong vali chuyển về nó hơi móp tí thôi nhưng không sao, trong ngon là được. Bên trong bộ sản phẩm bao gồm ống Z-Dot này. À, bạn ấy đặt màu tang hoặc màu cát, nó rất là đẹp, màu nâu cát rất là đẹp. Một ống và một cái mau lắp một cái flat, kin flat. Cái này thì là một cái như kiểu một dạng lưới tổ ong lắp ở phía trước cái Z-Dot, lắp vào trước ống kính để phòng trường hợp là nó bị đạn bắn vào hoặc là bị cái gì đó va vào nó hỏng, rất là tiện lợi và hay. Ngoài ra thì gồm có hai cái nắp tre này, nắp có chữ logo Ampoy luôn này. Đó. Mình thấy trong nhiều cái Z-Dot thì con này là một trong số những con mẫu mẫu mà nó được cho nhiều phụ kiện và đầy đủ và rất là cần thiết. À, ngoài ra thì có thêm một cái khăn lau kính, một cái lục lăng để mình có thể vặn cái Ampoy vào súng. Mình xem luôn cái Ampoy này nhé, màu tàng này rất là đẹp, màu nó màu lì luôn, cái cam mình nó hơi tối tí nên là nhìn nó không rõ, cái màu nó rất là lì, marking đầy đủ nhé. Ở trên cái kính kính này thì cái kính trước ấy, ra tay bật, cái kính trước nó có tráng một lớp chống gọi là chống chói chống lóa, khá là cầu kỳ và đẹp. Kính sau phía trong trên cái con Ampoy này nó sẽ có, khi lắp lên như này nó sẽ có những cái vị trí nút như sau này. Cái nút này là điều chỉnh độ sáng tối của Z-Dot. Quay sát cho bạn xem nha, nó có mấy mức sáng tối ấy, mình không nhớ chính xác lắm nhưng từ tối xịt cho đến sáng dần. Đây là mức nhỏ nhất này, sáng dần này. À, mình ngược lại rồi, đó là lúc cái này là từ sáng nhất cho đến tối dần. Nhìn trên clip thì không rõ lắm do nó không có lấy nét được, đợi mình xíu nào. Nó không lấy nét được vào cái ống chính xác, nhưng thực tế ở bên ngoài khá là sáng. Đó. À, các bạn chú ý nhé, những cái Z-Dot đấy hoặc là những cái ống ngắm có kèm kèm ánh sáng này thì đôi khi thường là các hãng nó không có tặng kèm pin đâu, nhưng cái này có kèm một bộ pin sẵn rồi. Trên này thì nó có các cái vị trí điều chỉnh, đây mình tháo ra thì ở trên đây đó là vị trí điều chỉnh xem nào, cái tâm Z-Dot lên xuống này. Còn đây là vị trí điều chỉnh cái tâm sang trái sang phải. Đó. Cái này mình có thể dùng thử dùng tay được. Ồ, nặng lắm, không dùng tay đứng như con FC1 đâu. Bạn phải dùng cái tô vít hai cạnh để vặn. Cái vị trí cuối cùng chính là vị trí để lắp pin. Như bạn thấy phiên bản này đã kèm sẵn pin rồi, mình không phải mua nữa, khá là tiện. Lắp ra lắp vào hơi mất thời gian chứ, nhưng rất là tiện, bởi vì nó nằm ở ngay trên thân Z-Dot thôi chứ nó không có đi đâu xa cả. Các cái nút ấn và nút xoay rất là mượt. Mình thử lắp nó lên nhé. Trước tiên là lắp cái key flat.
Đây, cái key flash như này để cho anh em khi chơi. Đây, lắp vào như này để anh em khi chơi tránh trường hợp bị các bạn bắn đạn vào làm hỏng kính hoặc là va quẹt vào cây cối các kiểu làm hỏng kính. Đó. Khá là cẩn thận, cực kỳ. Trông vậy thôi nhưng khi mình đưa lên sát mắt ngắm ấy thì cái lưới tổ ong này nó có không có bị ảnh hưởng đến tầm nhìn, không bị kiểu như che mất tầm nhìn hoặc là nhìn lưới như đang quay clip hay đâu, anh em cứ yên tâm chơi nhé. Ngoài ra mình có thể thử luôn cái nắp che được, gắn thử cái coi gì ta. Chứa cái gắm này. Này phải chắc phải mạnh tay một xíu. Đó. Wow. Cái này chủ lắm đi. Mình cũng chưa dành cái này lắm. Con này rất rẻ, chỉ vài trăm ngàn thôi. Mà cầm chắc chắn tiện lợi. Khá là đẹp, lắp lên súng khá là đẹp.